Cái ốc vừa gáo tới nước mà cả nhà nhìn này, vừa gáo tới nước mà còn kẹo kẹo lên, sẽ cho ớt với lại rau găm vô. Ách coi nhé cả nhà. Wow, cả nhà coi. Ôi trời ơi nó đã. Bỏ hết lá quế vô luôn. Ngồi ăn quên lối về luôn, ăn từ lúc trời nắng tới trời mưa, giờ tới trời mưa tạnh luôn vẫn còn ngồi ăn. Hi, xin chào cả nhà. Còn về phần món ngon mỗi ngày hôm nay, ở đây là Ly có nghêu nè, Ly sẽ làm nghêu hấp xả. Nghêu hấp xả với lá quế cho cô Tin với cô Bin ăn, với lại cháu Ly ăn. Món này là từ ngày về Việt Nam cô Tin khoái món này lắm. Còn cả nhà biết đây là ốc gì không? Ly rửa sạch sẽ rồi, đây là ốc cà na. Cà na này thì Ly sẽ là xào với lại ô mai con bò cười. Bây giờ thì Ly bắt tay vô làm ha. Trước tiên Ly sẽ làm cái món cà na. Cái này gọi là cà na xào phô mai hả? Đầu tiên Ly sẽ băm tỏi với lại ớt nhuyễn ra. Cái này Ly cắt xả ra, ngắt hấp nghêu. Hấp nghêu với lá quế với xả, ngon lắm. Giờ Ly sẽ đi khử tỏi cho thơm. Việt Nam vô nhãn hả? Nổi vàng rồi này, cái nhà cho ốc cà na vô. Đây là phô mai cả nhà, cho vô đây là 2 kg cà na, tôi sẽ cho vô đây là 6 cục phô mai.
ốc không cần phải luộc trước cả nhà, tại vì ốc cà na này nhanh chín lắm. Mình luộc chín quá là mình sẽ lúc ăn nó khó, rất là khó lưỡi. Tôi sẽ cho vô đây 4 giá nước. 1 2 3 4. Bé sẽ cho vô đây là một muỗng canh bột ngọt đi cả nhà, phải có bột ngọt mới ngon. Tại vì ốc là ốc biển mà, không có bột ngọt là cái vị của nó ngọt lắm. Cho vô đây thêm là 1-2 muỗng đường. Và một xí xi nước mắm. Trộn đều lên. Giờ Lê sẽ để cho nè, cả nhà thấy có một miếng nước không? Lê sẽ để cho nó rút hết nước luôn. Khi rút hết nước rồi lúc đó ốc của mình chín vừa luôn đó cả nhà. Cái ốc vừa gáo tới nước mà cả nhà nhìn này, vừa gáo tới nước mà còn kẹo kẹo, đi sẽ cho ớt với lại rau găm vô. Lấy cây tăm này cả nhà, gỡ ra. Nếu mà cảm thấy dễ gỡ là ốc nó đã chín rồi đó cả nhà. À, dễ gỡ thấy không, chín rồi đó, ngon luôn. Sẵn cậu Ly với lại em đi nhậu bển là cái múc miếng ha, nằm ngồi. Bà lấy dĩa lại nhậu nè. Nè. Lấy cái tâm xỉa. Cà na. Còn tiếp theo là món nghêu hấp xả. Món này là món ruột của Putin cả nhà. Do cũng có Putin cô Bin ăn đi sẽ không cho ớt. Nếu mà cả nhà ăn nhớ cho ớt vô. Rồi cho lá quế với xả vô hết luôn. À, lá quế cho vô sao chứ. Tôi sẽ cho vô đây một ít nước. Một ít thôi nha cả nhà, đừng cho nhiều. Và đặc biệt là phải dằn thêm đường. Vì nghêu nó ra nước mặn lắm. Để nắp lơ để cho nó hở ra hết mình mới cho lá quế vô sau. Chín chưa, dở nắp coi nhé cả nhà. Wow, cả nhà coi. Trời ơi nó đã. Bỏ hết lá quế vô luôn. Có ớt vô thì khi mình đắp nước nó cay cay, nóng nóng rất là ngon. Nhưng mà đây là món ruột của Putin nên Lê sẽ không cho ớt nha cả nhà, đi trộn lên.
Là giờ có thể tắt lửa đi, trộn cho rau nó nằm ở dưới đi, đừng để cho rau chín quá nó mất cái mùi thơm. Rồi tắt lửa được rồi đó, thành phẩm. Con là ai? Chiên. Con chiên. Con mấy tuổi? Con 2 tuổi. À, mời cả nhà ăn nghi hấp xả với lại ốc bà na với lại gia đình Ly nha, ba mẹ Ly không à? Cảm ơn ông. Mời. Cảm ơn. Cái kia cay, cà na hơi cay, còn ngoái thì không có cay, không có cay, không có bỏ miếng ớt nữa. Cảm ơn. Thấy được ba bỏ. Chị ra bỏ. Cô ăn nha, ăn nhiều vô. Ăn hết thì cô hai lấy nữa. Cô hai không có bỏ ớt. Chập giờ đói bà luôn. Đói thì đói thấy bà luôn là đói. Đói bà luôn. Đánh cái này nè. Nè cái con nè. Ồ nè cái con nè. Chập này chị. Xin mời đây con xin mời giỏ. Mày dắt đi. Mày đặt lấy đồ chặt nữa hả? Để nằm lại. Thích ăn chuyện nhóm. Đi thì thích ăn nhất là ốc cành à. Mày cái nhà. Ăn chuyện nhóm cái nhà này rồi. Ăn đi con. Múc cái vỏ nha. Nè coi nè. Thích ăn chuyện nhóm. Thế nào? Em muốn tiêu nữa. Còn ăn đó hả? Cay, ăn này đi. Chưa gì bố cái cưới cái trà đu mà. Ăn đi con, không phải ăn này mà. Đừng có chơi nữa. Đu mà. Ăn đi. Thôi chừng. Dạ. Vừa chín tới luôn, dễ lễ lắm. Nhất muốn nhớ nhúc cái vỏ nha. Nhúc cái vỏ nó mới ngon. Tại vì bao nhiêu pho mai với lại gia vị nằm ở ngoài vỏ. Với hồi xưa chị hay làm mà cái nước sốt quá trời. Nước sốt thì là chị hai bỏ nhiều. Bữa nay chị hai bỏ ít. Không nhiều quan nó ngấy lắm. Anh ông phải bóc tay nha cả nhà. Cái này dễ béo. Có cái vỏ con đó, cái tô đó. Rồi cái tô để ông thôi một chút cùng mà cô chú không thấy con đó. Ăn hết đưa đây cô hai múc nữa. Ông muốn ăn cái này thì con ăn. Dạ. Nó cay, mấy đứa nhỏ nó không được đâu. Ủa gì chứ, cái món đó chị hay làm cay mà. Ủa hết này đó hả? Hấp nước rồi, hấp nước. Ôi già này già. Để cho một nửa nữa. Gì hay ra già 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 còn vỏ còn mà lấy cái đùi để nó nóng nữa. cô Bin lấy nguyên chai dầu đổ lên mình luôn. Này con ăn đi, nhiều đây cô hai múc cho con, hấp nước đi, ngon lắm. Dạ, cô uống sao phải không? Cô hai đi làm nhà hàng được không? Được hả? Này nó ngon hơn hai cấp 10 vàng. Vì sao? Vì sao? Nó ngon hơn. Ở đâu ngon hơn? Quậy nó ngon hơn luôn hả? Quậy con á hả? Dữ ta. Con kêu quậy nó nấu ngon hơn con hai cấp 10 lần. Ghê ta. Ngon mà. Cái này là mở quán được rồi đó. Dữ ta, quậy nấu ngon dữ gì đấy hả? Ôi chú. Ngon ta. Ôi chú mơ nơi. Ôi chú không mà cô chú nghe không? Na cô Tiên nói là con ăn no rồi con đi xuống dưới biển chơi. Nghe nằm ngồi tắm biển hết
Ngày mai hút bảy, ngày mai chưa, ngày mai hút bảy dính biển rồi, và ngày mai hút mấy và giờ đòi đi tắm biển nữa hả? Nó đang đợi hơi lửa. Anh nói bây giờ biết bao giờ? Bây giờ hai cây tầm rồi, lấy cây tầm với chị hai. Hấp nước ngon lắm cả nhà. Sao mà chưa có gì mà? Ngày mai chơi suối trái nữa nha cô hai. Hả? Ngày mai chơi suối trái nha. Nói luôn đi, cô hai làm nghiêu cho hai đứa đó. Nghiêu Ly mua 2 ký, cà na Ly cũng mua 2 ký. Mà cà na này Ly sẽ xào cay. Xào cay với cho ớt. Ồ đồ ăn này hả? Dễ chín nó dễ lỡ mà yên đâu phải nó cứng nhắc đâu, chị hai canh vừa chín tới luôn. Hôm bữa anh hai gan miếng ra cũng không muối không. Yên hà chị hai chỉ là xào cái này á là cả nhà phải có một cái tâm kế bên, ví dụ như mà nó gáo nước ở nhà cầm lên một con cả nhà lỡ khi mà nó vừa dễ lỡ ra là cả nhà tắt lửa liền. Nếu mà để mà lâu quá thì khả năng sẽ bị cứng lại không ra. Lâu quá khô, nó càng khô nó sẽ càng thụt vô trong lửa được. Nóng được. Này ngon rồi. Đây là kinh nghiệm xào cà na của chị hai mình. Ô, nướng rớt rồi. Ừ, hấp nước nữa hả? Đang hết áp đây cũng hấp nước. Thôi chú ai. Con là bún con. Yêu thôi chú ai. Sao? Món ốc luộc à. Món ốc là nhờ những món luộc của chị hai. Chị hai thích xào ăn. Ai xem nó bỏ này vô mua ớt à? Bỏ này vô mua ốc luộc. Nha để xem ngon không? Nè. Ốc quá nha. Phải đút cái vỏ á. Hấp nước. Hấp nước. Rồi luôn có mấy con nhỏ chơi ngủ. Quá tuyệt vời. Mà làm mất cả. Bỏ này con rớt rồi. Lụm vô. Ăn nhiều chưa? Trụ chấm tiêu chứ. Dữ dằn ra. Trụ trụ ra. Bỏ vỏ ở đây. Bỏ vỏ ở đây. Tôi hay nhớ hơn game biển không? À. Cái nước nó thơm mùi xả lắm. Xả với lại lá quế. Hết mất rồi. Ủa quá ngon. Muốn xí xuế. Đặt hàng à. Con vỏ mở đây nghe. Cô hai nhà bà nhỏ là một cửa hàng được rồi đó. Mày ăn cái này không? Lúc nãy ăn không bóp được cây. Ngon quá không con? Quá là hả? Con lụm lên ăn hả? Đâu rồi? Thôi chưa chưa chưa. Đây đúng không? Nấu chua, nấu sắn gì trong không ạ? Cà na ăn ngon, nó cái đầu nó cũng giòn giòn sực sực tựa như ốc hương vậy đó. Nhưng mà cái đuôi nó không béo bằng. Ngon miếng á, ngon á, mai qua mai nè. Cái này cái hồng vậy em tập xào đây, muốn chị hai xào ăn. Cái vỏ này. Báo bãi chim suối. Chú ta chưa đâu chú tỏ. Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hấp nước đi con. Ăn tí thối luôn á. Quá trời con trai thích ăn ốc rồi. Món sữa trường à. Rồi hấp đi, hấp nước đi mà bỏ vô xem ốc. Biết ăn lắm nó giỡn quá. Nè. À.
ăn nửa chén con hai mất đi con. Lấy sốt. Hình như nó gớp thịt ra hết ngoài sao. Như hấp xả đánh hàng ơi. Ba đứa đó làm tuột luôn, hết luôn. Có tiệm có mấy con à, ăn không đã. Bữa đi thành phố đó dĩa 50 cả nhà, có mấy con à? Có dĩa tầm 170. Mua về ăn cho đã, đi mua nguyên này là 50.000 ký, là mua loại to nha cả nhà. Loại nhỏ thì 25, loại vừa 30. Còn cà na thì 110.000 một ký, là loại to. Sao nghe hả? Ăn sớm mà. Ăn có tao bớt cây. Chứ mẹ chúng ta chăn cây ấm nè, cây quá trời luôn. Là chăm sóc hai đứa nhỏ thì không ăn. Ăn ốc này ở nhà phải có thời gian. Nhâm lễ. Đúng không? Mày trong nhà có ai ăn ốc cà na chưa? Rồi á. Chưa. Cả nhà làm thử như Ly ngon lắm. Cô Mai ngon lắm. Thích ăn béo thì cho hết nguyên hạt luôn, mới 2 ký. Muốn ăn rồi, nó ăn bưng quả. Nó trắng ốc luôn. Ôi mồ hôi hột nó chảy luôn. Anh là cô sai. Anh là của mưa mẹ Ly đem quả vô. Mình có dùng cần ở nhà. Cần là hai món nào cũng ngon. Ưng cái bụng. Cái vỏ. Ưng cái bụng. Ưng mà mẹ. Ngon ta. Em chẳng chỗ này thổ kênh có ưng cho đọc. Ngon, cho điểm ơi. Ngon không? Cho mấy điểm? Giờ ngón tay lên ngon không? Cái này cho 10 điểm. Cho 10 điểm luôn hả? Tôi tin cho mama mấy điểm? Cho má điểm. Cho 1 điểm à? Cho gì cái điểm đi trời, keo kiệt cái gì vậy? Ừ. Có 2-9 điểm nữa. Hết gì? Hết mọi nghi quá đó cả nhà. Ba má con ba đứa nó hút sạch mọi người phải không? Chứ cũng có đặc. Ồ, ăn cổ vỏ không à? Còn này con. Ồ, một ốc thịt nước. Ồ, chạy rồi mưa hột quá. Ngon quá. Có hai gì nè của hai. Kéo lại xích gần lên. Sao có tiếng cái này nè? Chị em mình chút làm sạch cái đó đó. Có biên con ăn đi con. Khẩu tay dữ hả? Cô biên, cô biên. Cả nhà. Khẩu tay dữ gọn. Ừ. Ngon con. Ừ. Ăn hết đi rồi, đổ vô thêm. Quả khóm nhìn trắng vậy nhưng mà ngọt. Ủa, gì mà mình nọ, cô hai? Tự làm tự khen cả nhà ơi mà ngon lắm. Có con ốc mỡ à? Có ốc mỡ nè. Ăn đúng không? Có ốc mỡ nè. Đúng rồi. Món này đâu cần nước chấm đâu. Chịu khó múc cái vỏ. Chị hay gửi kỹ rồi. Múc cái vỏ nó ở ngoài á. Vừa ăn rồi. Ngon nhất là một cái vỏ. Bữa nay không có con nào hết trời. Ngon. Ba bỏ đâu cô hai? Bỏ đâu? Múc cho em, múc cho cháu đi. Nhét cho nó rồi.
Là... ăn cay được thì ngon cành na. À, ăn mai được thôi. Cô tên cô Bin đồ ăn no hết rồi đó. Giờ hai chị em lên chiến hết này. Này là như loại ốc quốc phi nổi cao hơn vậy. Ốc này ngon, ốc quốc nhiều xíu à. Nghe câu nói được cặp ăn bò mắt không mà là ốc quốc á. Khi nào chú? Sao mà con chú hả? Để dưới đất hay không? Hay là bây giờ mình kết thúc video và từ từ mình ăn tiếp đi. Chứ để ông bà. Giờ Ly xin kết thúc video ở đây. Rồi hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye. Nhà coi em bốc Ly ăn từ cái lúc mà trời nắng giờ trời mưa luôn rồi nó vẫn còn ngồi ăn. Ngon lắm em. Sao má ngon không? Cay phải không? Phải cay cay vậy đó mới ngon. Không ăn không thích ha, không biết ăn cay thì mình bỏ ít ớt lại. Ngon. Ngồi ăn quên lối về luôn, ăn từ lúc trời nắng tới trời mưa, giờ tới trời mưa tạnh luôn, vẫn còn ngồi ăn. Ngon ảnh á, ảnh phái ngồi ăn hoài luôn.